Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 người về tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. 10 người này gồm Nguyễn Thị Tuyết 42 tuổi, Trương Thị Thỏa 32 tuổi, Đào Anh Khánh 25 tuổi, Đỗ Trọng Thắng 41 tuổi, Nguyễn Hữu Phi 47 tuổi, Khúc Xuân Thanh 35 tuổi, Chu Tuấn Thành 31 tuổi, Hoàng Quốc Việt 28 tuổi, đều trú tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Lê Thị Thủy Dung 37 tuổi và Ngọ Quang Lực 42 tuổi cùng chú phường Bần Yên Nhân thị xã Mỹ Hào. Trong đó, Tuyết là người đã kéo trang bóng về cho những người còn lại chơi cá cược hoặc chia thành các trang bóng nhỏ cho nhiều người chơi để nhận hoa hồng. Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và sử dụng nhiều hình thức liên lạc nhằm trốn tránh sự phát hiện của công an. Tiền cá cược thắng thua được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản với số tiền hàng tỷ đồng.